Blogger Trung Quốc chia sẻ góc nhìn chân thực về Việt Nam, đừng để Internet lừa dối. Mới đây, video với tiêu đề Đến Việt Nam mới biết nhiều điều, đừng để bị Internet lừa nữa đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Douyin. Blogger Trung Quốc đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình khi du lịch Việt Nam, phá vỡ những ảo tưởng thường thấy trên mạng. Trong video, anh chàng khen ngợi phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp tự nhiên, với làn da trắng mịn và vóc dáng cân đối. Họ có tính cách tốt bụng, dịu dàng và chu đáo. Blogger khẳng định phụ nữ Việt Nam không dễ dàng kết hôn với người nước ngoài, họ ưu tiên lấy chồng Việt Nam hoặc con trai Việt Nam sống ở nước ngoài. Lý do là vì họ muốn gần gũi gia đình và được giáo dục theo quan niệm truyền thống. Blogger nhận định người Việt Nam đoàn kết nhưng không thích tố giác người khác, ví dụ như khi có mất mát trong công ty. Giá xăng ở Việt Nam rẻ hơn Trung Quốc, xe máy là phương tiện phổ biến nhất do hiệu quả và phù hợp với địa hình. Xe máy cũng được coi như một phần trong lễ cưới ở Việt Nam. Blogger cho rằng chất lượng giáo dục đại học Việt Nam chưa cao so với Trung Quốc, sinh viên phải đi làm thêm để trang trải chi phí. Thu nhập bình quân của người Việt Nam tương đối thấp, nhưng chi phí sinh hoạt cũng không cao. Nhiều người bán hàng rong kiếm được thu nhập cao hơn đi làm công ty. Du lịch Việt Nam đang phát triển, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, có sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Tuy nhiên, phong cảnh đẹp và phong tục độc đáo của Việt Nam vẫn là điểm thu hút du khách. Dưới video, nhiều netizen Trung Quốc đã bày tỏ ý kiến của mình về những chia sẻ của blogger. Một số người đồng ý với quan điểm của anh, trong khi một số khác lại có những ý kiến trái chiều. Sau đây là một số bình luận tiêu biểu. 20 năm trước, khi còn trẻ tôi đang làm việc ở Bắc Mỹ, bị một nhóm xã hội đen da trắng bắt nạt. Không một đồng bào nào dám đứng lên, chỉ có một anh chàng Việt Nam gầy hơn tôi cầm gậy giúp tôi. Làm xúc động. Nói một cách thẳng thắn, mặc dù nền kinh tế tổng thể của Việt Nam không cao bằng Trung Quốc nhưng các cô gái Việt Nam không hề ngu ngốc. Việt Nam trắng nhất Đông Nam Á. Người Việt Nam rất thân thiện với người Trung Quốc, tỷ lệ thanh niên nói được tiếng Trung có thể nói là cao nhất thế giới. Tôi thích con gái Việt Nam. Thực ra con gái nước ta cũng khá tốt. Ở Việt Nam có wifi di động không? Những gì người dẫn chương trình nói về cơ bản là đúng. Tôi là người độc thân, đã đến Việt Nam được hơn một tháng. Tôi cảm thấy ở Việt Nam có nhiều người đẹp hơn miền Nam Trung Quốc, mong có thể gặp được duyên phận. Cảm giác nơi này rất thời trang so với chúng ta và các nước khác về quần áo, cách ăn mặc. Không có cảm giác lạc hậu, điều khiến người ta cảm thấy lạc hậu thực ra là cơ sở hạ tầng trông không mới mẻ. Thực hiện các dự án xây dựng quy mô lớn. Thói quen sinh hoạt của người Việt Nam cũng tương tự như ở Quảng Tây. Tôi thấy người nước ngoài rất đoàn kết. Có nhiều xe máy vì hầu hết mọi người không đủ tiền mua ô tô, phải không? Sao anh không nói với em là xe ở Việt Nam đắt quá, đắt gần gấp đôi xe Trung Quốc? Nguyên nhân chính là do thời tiết ấm áp và không lạnh khi đi xe máy. Nhìn con phố sôi động này trông giống như ở Trung Quốc những năm 1990-2000. Cái đó không phải là sườn xám mà là áo dài. Các cô gái Việt Nam không mặc sườn xám mà mặc trang phục truyền thống là áo dài. Mức tiêu thụ ở Việt Nam hiện nay cũng rất cao. Sự giàu có của Việt Nam nằm ở con người. Con gái Việt trắng thật đấy. Tôi mới từ Việt Nam trở về và tôi cảm thấy rất tốt, có rất nhiều phụ nữ đẹp. Không có tiền thì đừng đến đó, mỗi lần đến đó tôi cảm thấy khó chịu vì không có đủ tiền. Tôi có thể đến đó nếu tôi không nói được tiếng Việt không? Ở khắp mọi nơi, xe máy rất tiết kiệm chi phí, nhưng thật đáng tiếc khi chúng bị cấm ở Trung Quốc. Đúng vậy, xe máy là phù hợp và thiết thực nhất. Người Việt không thân thiện với người Trung Quốc, đừng đi du lịch. Việt Nam có tỷ lệ đội mũ bảo hiểm xe máy cao và tuân thủ luật lệ giao thông tốt hơn nhiều so với người dân ở một số nơi ở Trung Quốc. Các bạn thân mến, video của blogger Trung Quốc đã mang đến cho người xem Trung Quốc một góc nhìn mới mẻ và chân thực về Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng video chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của blogger. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.